Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ không sợ hãi, những gì là 10. Phật tử, đại Bồ Tát đều có thể nghe thọ trì tất cả lời nói, bèn nghĩ như vậy, nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ 10 phương đến dùng trăm ngàn đại pháp để hỏi tôi, tôi theo câu hỏi của họ trả lời không có chút khó khăn gì vì chẳng thấy khó nên tâm không sợ hãi rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp đúng đắn dứt trừ sự nghi hoặc của họ không có khiếp nhược đó là không sợ hãi thứ nhất của bồ tát Phật tử, Đại Bồ Tát được như lai quán đảnh vô ngại biện tài, đến nơi tất cả văn tự ngôn âm khai thị bí mật rốt giáo bỏ bên kia, bèn nghĩ như vậy. Nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ mười phương đến, dùng vô lượng pháp để hỏi tôi, tôi sẽ theo câu hỏi của họ trả lời không thấy có chút khó khăn gì. Vì không thấy khó khăn nên tâm được không sợ hãi rốt giáo đến bờ bên kia không sợ hãi, tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp đúng đắn, dứt trừ sự nghi hoặc của họ, không có kinh hãi, đó là không sợ hãi thứ hai của Bồ Tát Phật tử đại bồ tát biết tất cả pháp không lìa cái ta, lìa của ta, không làm, không kẻ làm, không kẻ biết, không kẻ thọ, không kẻ dưỡng dục, không bổ già la, lìa uẩn giới xứ, vĩnh viễn thoát khỏi các kiến, tâm như hư không, bèn nghĩ như vậy chẳng thấy chúng sinh có chút tướng có thể tổn não nghiệp thân lời ý của tôi. Tại sao? Vì Bồ Tát đã xa lìa cái ta của ta, chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, kiên cố dũng mãnh không thể trở hoại. Đó là không sợ hãi thứ ba của Bồ Tát. Phật tử đại bồ tát nhờ Phật lực hộ trì trụ Phật oai nghi thực hành chân thật không có đổi khác bèn nghĩ như vậy. Tôi chẳng thấy có chút phần oai nghi khiến cho các chúng sinh sinh tướng của trách vì chẳng thấy nên tâm được không sợ hãi ở trong đại chúng an ổn thuyết pháp, đó là không sợ hãi thứ tư của bồ tát. Phật tử, Đại Bồ Tát thân lời ý nghiệp thảy đều thanh tịnh, sạch trắng, nhu hòa, xa lìa các ác, bèn nghĩ như vậy. Tôi chẳng thấy thân lời ý nghiệp của mình có chút phần đáng của trách, vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi hay khiến chúng sinh trụ nơi Phật Pháp, đó là không sợ hãi thứ năm của Đại Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát được kim cang lực sĩ, trời rồng dạ xoa, càn thát bà, a tu la, đế thích, phạm vương, tứ thiên vương, vân vân thường theo hầu hạ, tất cả như lai hộ niệm chẳng rời. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy. Tôi chẳng thấy có chúng ma ngoại đạo hoặc chúng sinh nào có thể đến chướng ngại chút phần sự tu hành Bồ Tát Đạo của tôi. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia không sợ hãi phát tâm hoan hỷ hành Bồ Tát Hạnh đó là không sợ hãi thứ sáu của Bồ Tát phật tử đại Bồ Tát đã thành tựu được niệm căn đệ nhất niệm không quên mất được Phật hoan hỷ hứa khả, bèn nghĩ như vậy. Như Lai nói văn tự câu Pháp thành tựu đạo Bồ Đề, tôi chẳng thấy trong đó có chút phần quên mất. Vì không thấy quên mất nên tâm không sợ hãi, thọ trì tất cả chánh Pháp của Như Lai, hành Bồ Tát hạnh, đó là không sợ hãi thứ bảy của Bồ Tát.